Tham gia giải có gần 200 vận động viên đến từ các đội bóng đá thiếu niên của 17 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Các đội được bốc thăm chia làm 5 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 5 đội nhất mỗi bảng và 3 đội nhì có thành tích xuất sắc vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên các trận đấu đã diễn ra khá sôi nổi, quyết liệt, gay cấn với nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn, thu hút được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Thông qua giải đấu nhằm tạo cho các em học sinh có sân chơi bổ ích, lành mạnh, rèn luyện sức khỏe trong dịp hè. Đồng thời qua đó tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh sắp tới. Giải bóng đá thiếu niên truyền thống huyện Nghi Xuân năm 2024 sẽ được diễn ra trong các ngày 15, 18 tháng 6 năm 2024.